Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc ống đựng bút hình chú thỏ màu đỏ của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái ống đựng bút màu đỏ. Và bên trên thì mình sẽ trang trí cái phần họa tiết là cái mặt của một cái chú thỏ nhé các bạn. Ở đây thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bút màu đen này. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái bút chì này, mình sử dụng thêm thước kẻ này, dùng bắn keo này, mình sẽ có một chiếc kéo để cắt này, và cái phần chú thỏ của chúng cái ống bút hình chú thỏ của chúng ta thì nó sẽ cần phải sử dụng những cái màu như sau nhé. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần màu đỏ để mình sẽ làm thân của cái ống đựng bút này. Tiếp theo là mình sẽ có màu xanh dương, thì mình sẽ sử dụng cái phần màu xanh dương này thì mình sẽ để làm cái phần đầu cũng như là cái phần mặt của chú thỏ này, vàng nhạt này, trắng này, và cuối cùng thì sẽ là màu xanh lá cây. Như vậy thì chúng ta đã có đủ các cái phần nguyên liệu để làm được cái ống đựng hình chú thỏ này rồi. Bây giờ thì các bạn cùng mình bắt tay vào làm cái ống đựng bút này nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ kẻ cho mình cái phần kích thước của cái tờ giấy này để mình làm cái ống đựng bút này. Thì cái phần chiều dài của cái tờ giấy này thì mình sẽ lấy tầm 21cm các bạn. Và cái phần chiều rộng của nó, chiều rộng của cái hình chữ nhật này thì nó sẽ chính là cái phần chiều cao của ống đựng bút, thì mình sẽ lấy tầm 10cm đi. Hoặc là 9 thôi, mình lấy 9 thôi. Các bạn cắt nó này. Sau đó thì các bạn sẽ cuộn tròn nó lại để tạo thành cái phần thân của cái ống hút nhé. Các bạn sẽ cắt lăn này. Đó thì mình sẽ làm cái phần đáy của cái ống đựng bút này. Thì mình sẽ dán keo xuống bên dưới này nhé. Mình sẽ đợi cho cái phần keo này nó khô và thì mình sẽ cắt vòng xung quanh cái ống đựng bút này ra. Đây sẽ là cái ống đựng bút màu đỏ của mình nhé các bạn. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái phần đầu của cái chú thỏ để mình sẽ trang trí lên trên cái phần này nhé.
Thì đây thì mình sẽ sử dụng màu xanh dương các bạn để mình làm cái mặt của cái chú thỏ này nhé. Và cái chú thỏ này của mình thì nó sẽ có một cái mặt hình hơi tròn một chút này, và nó sẽ có cái phần tai khá là dài. Thì các bạn sẽ vẽ cái đầu, và các bạn sẽ cân đối làm sao để khi mà mình dán cái phần đầu của cái chú thỏ này lên trên cái ống đựng bút thì nó sẽ không bị quá là to và quá là bé so với cái ống đựng bút nha. Đây sẽ là hai cái tai của nó. Sau đó thì mình sẽ